Vì chân như thanh tịnh, nên tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ thanh tịnh. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh, nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì bốn niệm trụ thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh, nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh, nên mười địa Bồ Tát thanh tịnh. Vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh, nên năm loại mắt thanh tịnh. Vì năm loại mắt thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh, nên sáu phép thần thông thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh, nên mười lực Phật thanh tịnh. Vì mười lực Phật thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh, nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh, nên pháp không quên mất thanh tịnh. Vì pháp không quên mất thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao?